Phi đừng có nghiêng ngả, chụp ảnh chủ quan lại tóm ra. Tẩy nước lên, tẩy nước lên. Rồi, rồi. Đấy, đấy cứ đi tiếp đây, chị quay nốt. Nhà kia là Hà Nội hay là ở đây? Cái đảo này đẹp nè. Vâng. Cái nhà cho nó mõm ngay này. Trước mặt đây vào đây. Ừ. Hôm nay bán cũng rẻ. Đẹp. Kinh khủng luôn. Mặt hồ bao nhiêu? Cô nhà cho tổng là 6.000.